Tôi là nghệ sĩ Đức Liên, trước đây là công tác ở Nhà hát âm nhạc Việt Nam, và trong quá trình công tác cũng tham gia là một số trường, bây giờ đã nghỉ hưu, nghỉ hưu được 6 năm. Thì sau khi trên mạng và trên thông tin này cũng bắt gặp được giáo điện tử này, lần đầu tiên tôi nghe tôi thích quá, rất hay, rất thích. Mà tại sao có một âm sắc nó lại là đủ là hay thế? Mình chưa hiểu thế nào giáo điện tử, chưa biết nào giáo điện tử. Nên là thông qua việc với những tìm hiểu thế ở đây có thể tôi cho là một bộ môn rất hay, rất tốt. Mà nếu phổ cập được thì là ở Việt Nam mình chắc rằng nhiều người thích. Cái này thực ra nó là cái nhạc cụ không phải khó chơi lắm, không vừa phải. Để chơi hay thì tất nhiên là khó, nhưng mà chơi thông thường thì tôi nghĩ là cũng không khó. Và nó rất là gọn nhẹ, rất gọn nhẹ, và tác dụng của nó qua cái công tác, một câu biểu diễn và biểu diễn rất hay. Tôi thấy là rất tuyệt vời. Do vậy mà hôm nay tôi đến để trước hết là đến cổ vũ động viên tất cả các bạn đấy, chơi cái dòng sáo này. Và tôi rất, tôi muốn là cũng sẽ tạo một chiếc để sử dụng để chơi đấy. Nên là rất thích cái dòng như này, cái việc ổn đấy tôi thấy rất mê. Cho nên là hôm nay là chúc các bạn có buổi giao lưu thật là vui vẻ, gần gũi với nhau. Trong đó thì thầy trò tôi tí nữa là sẽ thổi sáo, thổi tiêu rồi sáo mèo rồi thổi sáo bầu, tất cả kiểu cho các bạn thưởng thức.